hai người đàn ông lang thang phát hiện ra một thỏi vàng được giấu trong cành cây. Họ hoài nghi là do binh lính di rời đã để lại, bởi vì gần đây có một nước nhỏ tên bị đánh bại. Công chúa lúc trốn thoát mang rất nhiều vàng. Hai người lập tức tìm những cành cây bên đường, tự nhiên lại phát hiện một thỏi vàng khác. Bọn họ đều muốn đem vàng độc chiếm làm của riêng mình. Không ngờ trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Bọn họ chỉ đành tạm thời ngừng đánh đấm để tránh bí mật thỏi vàng bị phát hiện. Cho tới tối, phân chia mỗi người một thỏi vàng, trong lòng vui mừng chuẩn bị lên thị trấn cưới một cô vợ xinh đẹp. Nào ngờ người đàn ông ban sáng trên núi lại xuất hiện. Ông ta nói bản thân sớm đã phát hiện ra vàng, và ông cũng tìm ra nơi công chúa giấu những thỏi vàng còn lại. Ngày hôm sau, ông đưa cả hai lên đỉnh núi để tìm vàng. Khi tới được đỉnh núi, quả nhiên phát hiện có một ngôi nhà nhỏ trong hẻm. Hai kẻ lang thang nóng lòng muốn biết tung tích của chỗ vàng. Mifune nói bọn họ không cần vội, trước tiên cơm no rượu say rồi mới có sức đi tìm vàng. Hai tên lang thang nghe xong liền kích động, đi theo Mifune tới hang động ở phía sau. Bước vào trong phát hiện nơi này vậy mà lại là một tiên cảnh. Người đàn ông lang thang vội vàng đi tới uống nước. Quan sát kỹ mới phát hiện dưới nước chính là vàng mà công chúa giấu. Chính vào lúc hai người muốn lấy nó, Mifune liền đá họ xuống dưới nước, uy hiếp bọn họ mau chóng lấy nước nấu cơm, nếu không sẽ chém đầu họ. Sau khi trở về nhà lại phát hiện trên đỉnh núi thấp thoáng dáng một cô gái. Đã nhiều ngày chưa thấy gái, hai người họ lập tức xông lên như hổ đói. Kết quả là giữa đường bị Mifune chặn lại, sau đó bảo hai người đào hố, vàng còn chưa tìm thấy đã biến thành trâu bò của người khác. Hai người đàn ông càng nghĩ càng tức, bản thân thì ở đây sống chết đào hố, Mifune thì ở trên kia nhởn nhơ đi tán gái. Vì thế, hai người lại lén tới sau núi tìm vàng. Vô tình lại thấy được một cô gái đang chơi đùa bên suối. Cô ấy giống như một đứa trẻ vậy, không ngừng vứt cánh hoa đào xuống suối. Quay lại, nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần, hai người đàn ông nuốt nước bọt ừng ực. Cô gái vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn họ, sau đó quay người rời đi. Hai người đàn không mặc áo, xông về phía cô gái. Không ngờ cô gái công phu không tầm thường, chỉ cần dùng một cành cây đánh cho hai người kêu thảm. Hai người đàn ông dù bị đánh bầm dập vẫn không muốn từ bỏ con mồi trước mặt. Cảm thấy để mỹ nhân đánh cũng rất là hưởng thụ, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một chiếc lược gỗ. Trên lược có hình trăng lưỡi liềm, bọn họ nghi ngờ cô gái này chính là công chúa Misa đã mang theo vàng bỏ trốn. Hai người dường như đang điên cuồng đuổi theo bảo bối vậy. Kết quả lại bị Mifune chặn lại. Hóa ra cô gái này thật sự là công chúa Misa, mà Mifune là hộ vệ bên cạnh cô. Mấy tháng trước vương quốc bị nước láng giềng đánh bại, công chúa cùng một số tùy tùng đem theo mấy trăm thỏi vàng bỏ trốn. Mifune vì để bảo vệ công chúa bình an, vậy mà còn đem em gái ruột thay thế công chúa đưa tới nước láng giềng chém đầu. Khi công chúa phát hiện ra, liền đánh cho ông một trận. Công chúa thường trông mạnh mẽ và không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Thực chất bên trong lại rất yếu đuối. Mỗi khi buồn, cô thường trốn tới một nơi không có ai rồi khóc. Hôm đó, cô vào rừng phát hiện có máy chú ngựa chiến. Công chúa quyết định cưỡi ngựa về hang động. Cô dự định dùng những con ngựa này để vận chuyển vàng đến nước bạn tránh nạn. Nhưng Mifune lại cảm thấy cô nói quá vênh váo hung hăng. Chỉ cần mở miệng đã bị kẻ địch phát hiện ra thân phận. Vì thế bảo cô hãy giả bộ câm mà trốn thoát. Công chúa mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng để bảo toàn huyết mạch của hoàng tộc họ chỉ có thể làm như vậy. Hôm sau, Mifune đưa theo hai người tới con suối tìm vàng. Cả hai đã cố gắng hết sức để lấy hết số vàng. Bọn họ đều tưởng rằng số vàng này sẽ được chia, không ngờ Mifune chỉ coi họ như cu li mà thôi. Sau khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, bốn người bắt đầu lên đường. Công chúa vẫn không nỡ chào từ biệt người nhà và đỉnh núi. Khi tới bên biên giới, Mifune một mình đi tới thăm dò địa hình. Hai tên lang thang chuẩn bị đem vàng bỏ trốn, công chúa giả câm cũng không tiện hét lên, chỉ có thể bất lực nhìn họ đem vàng rời đi. Hai người tới bên bờ sông lại bị binh lính kẻ địch phát hiện. Trong nháy mắt liền bị dọa cho bỏ của chạy lấy người. Cuối cùng chỉ đành chạy trở lại tới trước mặt công chúa. Mifune liền cho một người một bạt tai, còn bảo họ đưa vàng cút đi. Thực chất Mifune sớm đã phát hiện ra gần đó có kẻ địch. Cho dù bọn họ có mang vàng đi cũng không thể trốn thoát được. Bị kẻ địch dọa cho run bần bật chỉ đành quay trở lại đội. Sau đó, Mifune dẫn theo hai người tới chỗ trạm kiểm soát. Sau đó lấy ra một thỏi vàng đưa cho lính canh, nói dối là bản thân đã nhặt được trên núi. Khi lính canh thấy vàng lập tức chiếm làm của riêng, Mifune giả bộ muốn lấy lại, kết quả là bị mấy tên lính canh ở công đuổi đi. Cứ như vậy mấy người thành công vượt qua được trạm, đi qua một thị trấn nhỏ, phát hiện có người đang bán nữ nô lệ. Công chúa tốt bụng nhờ Mifune đi mua nữ nô lệ. Hôm sau, thay đổi dùng xe để kéo vàng, không ngờ kẻ địch lại lần nữa đuổi theo. Mifune cũng nhanh chóng hạ gục vài tên lính. Hai tên còn lại thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Cuối cùng vẫn bị Mifune xử đẹp, sau đó ông đơn than độc mã xông vào quân trại của kẻ địch. Tướng giặc Susumu chính là kẻ địch cũ của Mifune, hôm nay không hẹn mà gặp. Hai người dùng giáo để phân công bằng, vài trăm hiệp trôi qua Susumu tụt dốc không phanh, Mifune thuận lợi bước ra khỏi doanh trại kẻ địch, nhưng tin tức công chúa vẫn còn sống đã bị kẻ địch phát hiện. Trên đường phố treo thưởng khắp nơi, cộng thêm việc trời mưa lớn, công chúa và những người khác chỉ có thể trốn dưới vách đá. Mifune định đi tìm thùng gỗ để chứa vàng, điều này cũng có thể giúp tiết kiệm trọng lượng. Công chúa cơ thể ướt nhẹp nằm ngủ trên cỏ. Hai kẻ lang thang nhìn cơ thể quyến rũ của công chúa đang ngủ mà mê hồn. Một trong số hai tên liền hít lấy hít để,
Cả hai tên lâu ngày chưa được thấy gái, vì thế quyết định chơi trò bốc thăm xem ai lên trước. Kẻ thang lang nhìn công chúa chằm chằm, tiếp đó liền đưa tay ra rút. Người bên trái vui vẻ khi cầm được cái dài hơn, đang định giở trò xấu thì lại bị nữ nô lệ phát hiện. Cô dùng đá uy hiếp họ không được động vào công chúa. Hai người chỉ đành nhìn chằm chằm vào công chúa rồi nuốt nước miếng. Ngày hôm sau họ phát hiện dân làng đang vận chuyển củi trên đường. Công chúa dẫn theo mấy người trà trộn vào trong đoàn cùng lên đường. Không ngờ những người dân làng này đang tổ chức lễ hội lửa trại. Ngay cả vàng của công chúa cũng bị chúng ném vào lửa để đốt cháy. Mifun lòng như lửa đốt, chỉ đành trơ mắt nhìn vàng bị ngọn lửa vây lấy. Sáng hôm sau, mấy người trở lại đống lửa để tìm vàng. Trong chỗ này có vài trăm cân vàng, nhưng không có xe đẩy, họ chỉ đành mỗi người cõng trên lưng 50 cân. Lúc này, đám binh lính lại đang từng bước áp sát. Vì thế mà họ lòng đau như cắt bỏ lại nửa số vàng. Hai người đàn ông lang thang không biết tự lượng sức cõng thêm trên lưng hơn 20 cân nữa. Họ suýt chút nữa không đứng dậy nổi, mặc dù có chút mệt cộng thêm khó thở, nhưng hai người vẫn nhớ tới hố vàng, vì thế không quan tâm tới lời ngăn cản của Mifun chạy trở lại. Kết quả hai người bị binh lính phát hiện, có điều hai người này trông khù khờ, vì thế mà không bị phát hiện đang cõng vàng trên lưng. Chẳng ai ngờ một người sợ hãi quay người thục mạng bỏ chạy. Kết quả là họ bị quân lính truy đuổi, may mắn là võ công của Mifun cao cường nên dễ dàng hạ gục hai tên lính. Còn bảo bọn họ phụ trách đưa theo số vàng còn lại nhanh chóng rời đi. Trong lúc đang nghỉ ngơi bên đường, đám binh lính lại bỏ chạy toán loạn. Kết quả lại bị người của mình bắn hẹo. Mifun đưa cho công chúa một con dao găm, còn ông thì chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử với kẻ địch. Không ngờ vũ khí của kẻ địch là pháo, cho dù ông võ công cao cường tới đâu cũng bó tay. Vì thế chỉ đành đưa theo công chúa trốn thoát. Hai kẻ lang thang vừa tham sống vừa sợ chết trốn sau gốc cây không dám ra. Mấy ngày sau, bọn họ biết công chúa đã bị kẻ địch bắt đưa đi. Giấc mơ làm giàu chỉ qua một đêm của họ đã hoàn toàn sụp đổ, và tất cả số vàng này đã rơi vào tay kẻ thù. Các binh sĩ hào hứng chờ đợi phân chia quyền lợi, nhưng Susumu một mình bước vào phòng. Thì ra từ trước đến nay anh luôn ngưỡng mộ Mifun, vì thế định lén thả họ đi. Thế là liền thả bốn con ngựa đi, còn cởi dây trói cho công chúa và những người khác, và chính Susumu ở lại để đối phó với những người lính. Mấy ngày sau, lưng ngựa được chất vàng liền chạy tới nước láng giềng. Vừa hay bị hai người lang thang phát hiện, hai người vì lòng tham không đáy mà tự chém giết lẫn nhau. Kết quả bị lính nước láng giềng phát hiện, cuối cùng hai người bị bắt nhốt vào đại lao. Mà công cũng xuất hiện ở đây. Hóa ra mấy ngày trước cô đã thuận lợi tới được nước láng giềng, cũng bảo binh lính đi tìm vàng. Sau đó công chúa tặng cho hai người lang thang mỗi người một thỏi vàng. Cả hai mừng rỡ nhét vào túi lên đường đi tìm vợ.